Rồi, chào anh em. Thì xe này hồi tối mình nhận của anh em thợ đó, anh em. Thì mình làm mình đưa cho anh em thợ, lúc anh em thợ không có đưa xe ra ha. Nên là về nó cũng hơi bị giật tí xíu. Thì sáng giờ nó giật mình cũng banh xác anh em. Nhà thì không có SUV nha anh em. Nhà thì không có SUV. Mà xe này đang chạy thì cái xe máy xúc máy móc đất á đang chạy. Nó quay ngang nó bá một cái mà nó quýnh một cái ầm. Đó thì tắt máy thì anh em thợ cắt bấy nhầy ha. Dây giữa nguồn sao phá và dây ca lai mình thấy nó nằm nó mới sát đít với nhau nè. Mình không biết nó có chết ECM hay không. Đó, không biết chết ECM hay không. Thì sau khi mình mổ ra 3 lần. Tại vì làm buổi tối á nó bị nứt nhỏ thôi, nhìn không thể nào thấy được, thì phải để kính lúp ha, để kính lúp phải nhìn soi kỹ lắm mới thấy. Nó bị gì tính ra là ở đây có bao nhiêu con chanh là nhóm chân hết nha anh em. Đây, một chanh nè, hai nè, ba nè, bốn nè, năm nè, sáu nè, chưa tính cái vàng bên đây là nhóm chân luôn, bấy nhây lên luôn. Anh em thấy mình chấm hàng nè. Chấm các kiểu ha. Nó chỉ có mình kiểm tra đồng bộ giữa SU và FUB là lúc nào cũng có nha, không mắc đồng bộ, không mắc đồng bộ với SU. Đó, kiểm tra đọc thì vẫn bình thường. Đâu ạ? À, xe hả gì? Xe hả? Đẩy qua. Rồi xong rồi đẩy qua tôi coi cho. Còn nhận xe anh em thợ cứu ban không anh em ơi? Thì cái này anh em thợ mốt cẩn thận nha. Cái dây này coi hai mấy đây, 22, 23, 24, 25, 26, 27, dây 27 nè, 27, 26 nè, hai dây này anh em thợ cắt gần nhau quá, mình sợ nguồn sao khóa nó đụng vô dây ca lai ha. Mà không có. Thì kiểm tra đồng bộ giữa FUB và SU là có bật khóa điện, vẫn có đề, không lửa, không bơm xăng, không phun. Đó thì vẫn đồng bộ chứ không có mắc đồng bộ nha. Nhưng mà nó bị nhóm một vài con linh kiện trong đây. Đó thì mắt mình thì hơi kém á mọi người, nên mà mình nhìn mình không có thấy, nó không có nứt cái men, nhưng mà nó bị nhóm chân linh kiện. Đó, nhóm nhẹ thôi, nó bị gớt áp nha mọi người. Nó bị gớt thì cái dây ca lai ở trên này mình dò có lúc thì nó có 2V mấy xung ha. 10V, 12V. Đó. Lúc thì nhỏ, lúc thì cao. Thì do nó bị ông nội này đó, thì một hồi lay quay thì giờ nó cũng đã được ha. Lúc thì đánh thức được, lúc thì không đánh thức được. Giờ thì nổ máy bình thường, má giờ xì khối đít luôn, vãi lòng thiệt chứ. Rồi vậy là đã thành công luôn cái pha này cho anh em thợ. Anh em thợ đáng lẽ là nhận cái này nhưng mà thấy cũng bê quá nên là nhờ mình, thì anh em cũng có dọt cả đêm. Anh em cũng có cắt dây điện tà le ha, tà lưa hết. Đây anh em cắt dây điện của SU ha, nguồn sau khóa, dây mở yên thì nó nằm sát với cái thằng mát đó, ca lai với nguồn sau khóa. Thì anh em để muốn chậm lại nhau không, mình sợ cái con này nó banh. Thì anh em thấy rõ ràng nó quấn mớp luôn ha, đó quấn mớp cái men này cong luôn. Mình cũng thử mọi cách không dùng SU ha. Mình thử dùng hết mọi cách, mình bỏ SU luôn, mình cấp dẫn game ECM đó, nhưng mà nó không thể. Mình cũng chưa hiểu rõ cái nguyên lý của cái chân ca lai của ECM này, cụm đồng hồ với thằng này. Mình nên bỏ thằng này luôn, mình cấp vô luôn, nhưng mà nó vẫn không có bơm xăng ha. Cái này mới mốt mình nữa mình nghiên cứu. Thì mấy cái dòng này á, theo mình tìm hiểu á, thì TB thì không liên quan ha. Đây, mình nói chỉ Novo 5 thì mình nhớ Novo 5 là bị TB là mắc lửa thôi. Thằng này giờ mình giật TB ra vẫn có lửa ha. Giật TB vẫn có lửa. Bây giờ mình nếu mà mấy cái chùm dây trên đây giờ mình giật ra hết thì cũng vẫn nổ máy bình thường thôi. Đó. Có ca lai là giật ra hình như là mắc lửa đó. Giật này ra giùm cái. Mà đã nổ rồi không biết giật ra có mắc lửa hay không thì không biết. Không luôn. Khi nổ rồi giật này ra là không mắc lửa nha anh em. Nhưng mà khi mà chưa nổ nên giật này, giật cái dây ca lai này ra là không thể nào nổ máy được nha anh em. Này nó là xung tín hiệu ha, xung tín hiệu 10 đến 12V. Vậy là nếu mà có đứt dây TB, nếu mà có đứt dây TB vẫn bình thường ha. Chỉ có đứt kim phun là mới có vấn đề thôi. Oxy gì đó giờ mình giật ra hết cũng không sao ha. Nhưng mà dây ca lai này lúc mà chưa nổ máy thì anh em giật ra cái khả năng là không được. Thử bây giờ mình tắt lại. Rồi bây giờ đề máy thử rồi nổ.
Rồi vậy khi mà chưa nổ máy anh em giật dây ca lai này ra, nếu mà đứt dây ca lai này được rồi, nhìn vô, nhìn vô. Nếu như mà chưa nổ máy anh em bị đứt cái dây ca lai này, nó sẽ mắc đồng bộ giữa SU, FB và ECM. Đó, khi nổ máy rồi mình giật cái dây ca lai này ra, giật thì mình lại cái này là ok. Đó, dù TV mình đã giật ra, TV mình giật ra mình nổ máy vẫn bình thường, nó không ngọt thôi. Đó, nó không ngọt thôi nhưng mà vẫn nổ máy được, ghim vô thì nổ máy bình thường. Ghim này lại, ghim này lại vẫn nổ máy. Rồi thì ok anh em ha. Rồi bỏ mấy cái này vô cái đang có món đồ chơi mới để nghiên cứu anh em, Motobox 2.0 với Motoken 7 chấm, nhưng mà này mình ít dùng anh em ơi, này bỏ kho không à, ít dùng. À giờ có phải đem một đống máy ra vậy nè. Chào anh em ha, chào mọi người. Đó thì anh em rút kinh nghiệm về dòng xe này, thì mình nãy giờ mình test á, khi nổ máy rồi thì dây ca lai này có xúc ra vẫn nổ máy nha, TB xúc vẫn nổ máy, giật hết mấy dây này ra vẫn nổ ha, chỉ là giữ lại kim phun bơm xăng. Khi nổ rồi nha, giữ lại kim phun bơm xăng là vẫn nổ máy bình thường. Nhưng mà khi chưa đề máy nổ, cái dây độc lõi dây ca lai nè, nó mà bị đứt hay là bị cái gì đó thì xe sẽ không có bơm, không có lửa ha, dù vẫn đời được. Đó thì cái xe này là đang chạy thôi, cái lý do đang chạy nhưng mà anh em thợ cắt dây nhiều quá đó, mình sợ nó chập vô nó hư ECM, mình sợ nó chập vô nó hư ECM nên là chứ cũng ít có làm mấy cái dòng này mọi người. Trên mình xe Honda nhiều, xe da ít lắm đó. Thì sau khi nó giật một hồi một tăng tê tả thì cũng xong, hả, giật này thôi, tại nhà không có, vẫn đọc được dữ liệu của con này ha, đọc được, copy được, nếu có con mới thì cấp cái mã bên đây đó, đè qua con mới là ok, kiểm tra đồng bộ giữa nó và FOB vẫn có, chứ không có mất đồng bộ ha, nhưng mà vẫn mất bơm xăng, vẫn mất lửa. Thì do nó bị nhóm một vài cái linh kiện nó quá nhỏ đi đó. Cái con này thì nó sạch sẽ lắm anh em ơi, khui ra mặt trên mặt dưới nó rất sạch sẽ ha. Rồi thôi vậy anh em ha, mình còn đang nhận cứu ban thêm vài xe cho anh em thợ nữa. Nói chung là trên đây anh em thợ hành mình hơi bị nhiều quá anh em ơi, hành nhiều quá. Rồi ok ha, mình kết thúc video ở đây ha. Thì khi mà nó bị mất đồng bộ thì đây nó sẽ chớp 4 nháy nha anh em, nó chớp 4 nháy, nó vẫn báo mất đồng bộ, nhưng mà mình tháo SU và FOB ra thì nó vẫn là đồng bộ, chứ nó không có mất đồng bộ nha anh em. Má giọt xì khói đất luôn. À, thiệt, bệnh thiệt chứ. Rồi thôi vậy anh em ha, chào mọi người.